Thế tớ muốn hỏi anh Dương là nếu như mà bây giờ cậu có em thì cậu có thích không? Tớ nghĩ là một phần tớ thích và cũng một phần tớ không thích. Tại sao cậu lại không thích? Bởi vì sau các chia sẻ của các bạn ấy thì tớ nghĩ là tớ cũng phải chuẩn bị tâm lý rất là nhiều. Thế cậu đã bao giờ mà nói chuyện về cái việc mà có em với cả bố mẹ chưa? Có một vài lần, cũng cách đây lâu lâu rồi, và ngay tối hôm qua thì mẹ tớ hỏi là con có muốn có em không? Thế thì nếu như mà trong tương lai bạn Ánh Dương của em thì các bạn ở đây muốn chia sẻ điều gì và muốn nói điều gì về Ánh Dương? Nếu mà mình có em hay là anh hay là chị thì mình cũng phải hy sinh nhiều cho những người mà nhỏ tuổi hơn mình, tại vì mình là một anh trai hay là chị gái và mình phải làm mẫu cho em mình lúc mà lớn lên và mình phải nhường nhịn cho em mình. Còn mình nghĩ là dù có việc gì xảy ra thì mình vẫn luôn là người yêu thương em nhất. Và dù mình có bị mắng oan đi chăng nữa thì chúng ta luôn luôn có cách giải quyết. Cậu nên là học cách để chăm sóc em cho tốt này. Và cậu học cách kiên nhẫn này. Mình phải có tính chịu khó bởi vì mình phải nhường nhịn em này. Mình phải lá ra thứ hứa những hành động của em đã làm. Bởi vì em đâu có biết gì đâu. Tớ nghĩ là em sẽ giống những cái em bé bình thường, là đều có một cái tính cách riêng rất là đáng yêu. Rồi khi mà sinh em ra thì chắc chắn là em rất là yếu, nên là mình cũng cần phải chăm sóc em thật tốt. Thì mình cũng cần phải chuẩn bị những cái tâm lý như các bạn vừa nói. Và bây giờ mỗi một bạn thì chúng ta sẽ nói một câu với cả là em của mình. Còn với Ánh Dương thì sẽ nói với cả người em tương lai của mình. Em thỏ yêu quý của anh là anh mặc dù anh hãy đánh em hay là bắt nạt em gì đó thì anh xin lỗi, bởi vì lúc ấy anh hơi tức quá, anh không kiềm chế được. Thì mong em hãy tha thứ cho anh. Với em tương lai của chị thì chị mong là em sẽ là một người em tốt và biết hợp tác. Chị sẽ dành tình yêu thương của chị cho em. Chị mong là chị sẽ chuẩn bị đủ tâm lý trước khi có em và để dành cho em những điều tốt nhất. Mặc dù là chị rất là yêu em nhưng mà em nên thay đổi một số điều là đừng chơi những trò nguy hiểm nữa, nếu không chị sẽ bị mắng oan đấy. Thỏ ơi, chị rất là yêu em và mặc dù là đôi lúc thì có mắng em vì quá là nghịch hay là nghịch đồ của chị, nhưng mà dù sao thì chị vẫn rất là yêu em. Bây giờ thì chị chỉ muốn véo má em ngay thôi. Bơi, anh nhìn rất là yêu vơ và anh xin lỗi, tại vì có lần anh hơi bị to mồm và hay mắng em. Dù là anh hay là em hay cãi nhau, anh muốn bảo em là lúc mà em lớn lên thì anh muốn em là một người trưởng thành và anh sẽ bảo vệ em lúc mà em lớn lên. Xin lỗi em và anh yêu em.